Vâng, em Hùng rất vui được gặp lại toàn thể tất cả các anh em nha. Tiếp tục để em lại lên cho tất cả bác chi tiết về hai cái con đáy Mỹ mà bên em về trong ngày hôm nay. Đó là con đáy BYC800S với là một con Cover VM900. Hai con này đều là hàng Mỹ xuất sang thị trường Nhật. Chạy điện là 100V nha bác nha. Chạy điện là 100V. Giờ thì em sẽ đi vào sản phẩm đầu tiên, đó là sản phẩm BYC800S. Về dòng sản phẩm BYC800S thì bên em đã tiếp tục về cho các bác được một con. Hôm trước về hai con đã lên được thì cách đây cũng nửa tháng rồi mới nha. Thì nay lại về tiếp một con này. Con CS800S này á thì với size của nó thiết kế là size 1U nha bác nha. Size 1U nó khác với cái đời X. Đời 800X thì size nó sẽ dày hơn. Ngoài cái đời CS800S thì bên em vẫn còn cái dòng là BYC800X nha. Thì các bác nào có nhu cầu thì alo cho em. Đấy. Với công suất maximum là 1200W, 1200W và dòng này là dòng đáy 2 kênh. Dòng đáy 2 kênh nha bác nha. Đấy. BYC Designer and Big In Yuda. Đấy. Thì nó được thiết kế và sản xuất tại Mỹ luôn nha bác nha. Đây là công tắc nguồn. Logo BYC nha, logo BYC. Đấy. CS800S nha. Quá đẹp. Mặt đẹp nha bác nha. Mặt đẹp. Trên nắp lưng này, nắp lưng là hầu như là rất ít trà xước, không có xước xát gì nhiều nha bác nha. Và chữ nghĩa của nó thì quá thấy là chữ nó còn nguyên bản hết, còn tránh tinh. Rất đẹp nha. Đấy. Sơ đồ thiết kế bộ mặt cho bác nha. Và đây BYC Make in Yuda này. Đó. Rồi em sẽ tháo nắp cho bác xem nội thất phiên trong luôn. Đây là nội thất phiên bên trong của con BYC CS800S nha. Thì mỗi vế của nó sẽ chạy là 10 con sò sắt Motorola. Đây các bác thấy sò này còn nguyên bản hết và hàng rất đẹp, sò còn trách tinh nha. Sò Motorola. Một vế nó 10 con. Vế nó tổng cộng là 2 vế và nó sẽ chạy 20 con nha. 20 con. Đó, trên là 10 này. Phía dưới một vế nữa, phía dưới một vế nữa nha bác nha, là 10 con nữa. Là tổng là 20 con. Con này thì nguồn nó là nguồn sung. Những đời này thì nó rất là chất lượng nha bác nha. Và chất âm nó ra tiếng cực kỳ là sạch, chi tiết, rất là hay luôn. Đó, linh kiện của nó đây, vỉ mạch thì có rất là còn quá mới luôn. Đấy, dài nè. Quá đẹp nha. BYC 800S Make in Yuda, điện 100V, dây nguồn rời nha bác nha. Con này thì có thấy là nó sử dụng đường ra là đường nước trích luôn đó nha. Thì hôm trước về được hai con hàng xuất thân thị trường châu Âu, chạy điện 2.3 thì nó là sử dụng cặp lo bắp chuối và chim. Còn cái đời này thì đời xuất sang thị trường Nhật thì nó sử dụng cái cổng nêu trích luôn. Thì khi các bác mua hàng bên em sẽ tặng cho các bác là một cặp nêu trích và các bác kết nối Zalo. Đấy. Còn đường tiếng nhiệt đầu vào nó thì nó vẫn sử dụng là đường ba lăng và 6 ly tích hợp trên một cổng này. Ba lăng và 6 ly tích hợp trên một cổng nha bác nha. Còn đường này là đường out. Link out ra, link tín hiệu ra là đường 6 ly này. Đấy, hai quạt gió hai bên. Quạt này thì chạy cực kỳ là êm. Con này thì công suất của nó là 400W trên một kênh. Đánh thoải mái vô tư những cặp full 30. Cặp đét những cặp full 30, 40. Đi quay nha bác nha. Những dòng lo Mỹ thì lo Âu, lo Nhật đánh cực kỳ là khỏe, chắc tiếng. Còn bác đưa qua có những cái lo Trung Quốc thì đánh không nổi đâu. Mặt cực kỳ là đẹp rồi. Phía dưới đây, phía dưới có thấy là tem nó này. Đấy, BYC này nha bác. Đấy, CS800S tem cực kỳ là đẹp này, sản xuất tại Yuda luôn nha bác nhá. Con này thì bên em sẽ để cho bác giá là 8.700.000. 8.700.000 nha. Đấy. Quá đẹp. Một con duy nhất thôi. BYC CS đây. Rồi, em qua con thứ 2 đó là con Cover VM900.
Kawe BM900 này bác. Con này thì thiết kế của nó là cực kỳ là đẹp này. À, thiết kế rất là đẹp nha. Cũng là size 3, size 2, size 1,5. Đấy. Và sử dụng hai công tắc nguồn nha. Hai công tắc nguồn, một công tắc nguồn chính và một công tắc nguồn phụ. Hai volume cap trên chính hai kênh. Cover BM900. À, dãy đèn tín hiệu nha bác. À, con này thì quá chất. À, đàn em của nó thì nó sẽ có BM600 nữa nha bác nha. 600 thì nó nhỏ hơn. Đấy, đây là cái nội thất bên trong này. Nội thất bên trong là còn quá mới, quá đẹp luôn bác. À, tăng khô nó này. Keo là còn keo còn ướt luôn này. Đấy, quá mới nha. Tủ này, tủ là tủ Philips. Đấy, tủ Philips nha. Tủ này thì chỉ số là 9000 mi. 9000 mi mỗi tủ nha. Đấy, gồm 2 tủ. Và con này chạy tổng cộng là 2, 4, 6, 8, 10. 10 bên kia 10 nữa là 20 con sò Toshiba xanh đen. 20 con sò Toshiba xanh đen ở dưới cái vị tăng nhiệt chữ V này. Đấy. Linh kiện của hàng Mỹ thì chắc rồi. Đấy, con này thì sản xuất tại Mỹ luôn á. Máy in chữ A luôn nha. Đấy, quạt gió này. Đấy, linh kiện nó là cho bác nha. Hàng còn sáng bóng như thế này các bác nhìn này. À, quá chắc luôn. Rồi, quá chắc luôn. Tất cả là bên em bao riêng bán nha. Đó. Quá đẹp nha. Bao riêng bán, hoạt động hoàn hảo cho cả bác hết nha. Điện là 100V nha bác nha. À, điện là 100V. Đấy. Rồi tiếng nhập đầu ra thì nó sẽ sử dụng là đường bắt chú ma chim nha. 450W trên một kênh. Rồi tiếng nhập đầu vào thì gồm 35 và 6 ly. 35 và 6 ly nha. Thì sản xuất tại Yoda. Còn cực kỳ là đẹp, chất lượng. Một con cover. Đánh cắp con này thì chắc tiếng nó giống y xì, giống y chang cái dòng đẩy bốt nha mọi nha. Nó hay hơn cả crowd. Hay hơn, chắc tiếng nó hay hơn cả crowd, tiếng nó rất là sáng. Bass mềm, sâu. Con này thì các bác đánh full 30, full 40. Nói chung là những dòng full 30, 40 hàng Mỹ xịn. Thì công suất loanh quanh từ 500W đô lại là đánh vô tư. Mặt rất là đẹp nha bác nha, hầu như là không có một vết xước. Mặt cực kỳ đẹp luôn. Long lanh. Em tiến chọn về cho bác là hai con. Một con bi quay và một con cover xúc xích. Rồi cả hai con nha. À, con này thì có giá là 8,8 triệu nha. 8,8 triệu. Quá đẹp. Này thì mấy cái chữ nhà sản xuất họ ghi cái gì đây, nói chung là không rõ nha bác nhá. Ghi không rõ. Đây còn hàng là bên em bao riêng nghe bán hết nha. Đấy, chưa một mối hàng chì nhiều bác nhá. Hàng rất là đẹp. Các bác nhìn những mối hàng này còn nguyên bán hết. Còn nguyên bán hết nha. Rồi cả hai con. Con này thì 8,7 triệu, con này 8,8 triệu này. Nói chung là những mức giá rất là phù hợp cho tất cả các bác để tuyển chọn những sản phẩm chất lượng của Mỹ để các bác chơi gia đình. Mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ cho Quang qua số điện thoại là 0366 48 707, 0393 10 049 nha. Zalo, Facebook qua số đuôi 707 luôn. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác video sau.